Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách làm một chiếc tripod đơn giản dành cho máy ảnh, à quên, dành cho điện thoại. Như các bạn đã biết, tripod dành cho máy ảnh thì dễ, nhưng tripod dành cho điện thoại thì chúng ta muốn đầu tư càng rẻ càng tốt. Do vậy hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ống PVC để làm. Vật liệu của chúng ta bao gồm một chiếc ốp điện thoại. Các bạn mua loại ốp càng rẻ càng tốt, bởi vì chúng ta sẽ bắt cố định ốp vào phần tripod để làm giá đỡ điện thoại cho chúng ta. Các bạn mua loại ốp mà điện thoại của mình dùng theo đúng model điện thoại của mình. Chúng ta sử dụng 3 nối chữ T, chúng ta cứ gọi là T, 6 đoạn ống gen. Các bạn cứ mua một cây gen nguyên về xong dùng cưa sắt cắt ra. Lưỡi cưa sắt rất rẻ, chỉ khoảng 10-15 nghìn. Các đoạn ống gen này cũng rẻ, chúng ta mua hẳn một cây dài hình như là 2 mét, cũng chỉ khoảng 30-40 nghìn thì làm được khoảng 3-4 cái chipot này. Tiếp theo chúng ta cần 5 cút nối chữ V. Cút nối chúng ta chỉ cần ra hàng hỏi cút nối là người ta sẽ bán cho. Toàn bộ phần PVC hôm nay tôi sử dụng từ cút nối T đến ống đều là gen 21 gen 21, tức là đường kính 21 mm. Trước tiên chúng ta sẽ lắp phần đế tripod. Tôi sẽ bỏ bớt đồ ra cho gọn. Phần đế tripod chúng ta sẽ dùng các ống này để làm. Các bạn nối vào thanh chữ T. Chính xác thì phải gọi là giá đỡ chứ không phải là tripod. Tripod là 3 chân, ở đây chúng ta chỉ làm phần giá đỡ có 1 chân lên. Tiếp theo chúng ta dùng cút chữ V để làm chân đứng, bởi vì nếu để thanh bằng như này khi đặt ở dưới đất sẽ rất cập kênh. Các bạn cứ ấn chặt vào cho chắc chắn. Tiếp theo các bạn dùng một ống để dựng ở giữa làm thân. Phần ống này chúng ta, phần đầu chúng ta sẽ phải làm giá đỡ máy ảnh. Các bạn dùng một cút nữa nối ở đầu ống. Tiếp theo các bạn dùng một miếng PVC cắt vát đi như này. Sau đó các bạn ốp lên phần đế, làm sao cho khi chúng ta gắn điện thoại vào sẽ có dạng như thế này. Mặt này sẽ là màn hình cảm ứng của điện thoại. Đây sẽ là phần camera quay ra đằng trước. Ở đây tôi đã khoét sẵn cho nhanh. Các bạn có thể dùng cưa, rất đơn giản. Tiếp theo các bạn ốp lên, lấy dao và bút đánh dấu lên 4 điểm mà chúng ta sẽ đục.
Sau đó chúng ta sẽ dùng dao khoét rộng ra. Các bạn thử xem đã nhét được dây rút qua chưa? Nếu đã được rồi, các bạn khoét lỗ tiếp theo đúng dấu lúc nãy chúng ta đã đục. Các bạn ấn cho phần dây bên này bẹt một chút, bởi vì nếu vòng vòng có thể sẽ gây lỏng. Tiếp theo các bạn ốp phần gan tay đỡ lên. Sau đó các bạn dùng dây rút hay dây thít để siết chặt lại. Các bạn cố gắng siết càng chặt càng tốt nhằm làm chắc chắn cho giá đỡ điện thoại của chúng ta. Sau khi siết xong dây, các bạn cắt bớt phần thừa đi cho đảm bảo mỹ quan đô thị. Như vậy, sau khi gắn vào tay, chúng ta đã có một giá đỡ điện thoại. Việc còn lại chúng ta chỉ việc gắn lên đế. Như vậy là chip port của chúng ta đã xong. Nếu các bạn muốn nối chip port cao hơn nữa, các bạn lấy thêm một đoạn ống. Sau đó ra hàng hỏi một đoạn măng sông, gọi là măng sông nối ống. Với măng sông này, chúng ta sẽ nối dài được ống ra để làm cao thêm.